làm bài 3 với bài 4 trang 40 nha. Trăm bảy mươi ba một trăm trường một nghìn ba trăm mười lăm chị đọc lại đúng rồi. Quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh là 1730 trừ 1315 bằng 415 km. Đáp số 2 chấm 415 km. Chúng ta cùng chuyển sang bài 4. Chị chỉ có phải là đầu tiên, bài này là phép cộng tiếp theo rồi. Chị là tiếp theo là phép tính ra cộng luôn. Năm ngoái gì vậy chị? Em biết mình nè. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.